Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi một cuộc thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, mở đầu mục này ngày hôm nay, chúng tôi xin đăng tải nội dung trả lời kiến nghị của ngành chức năng đối với một số công dân trên địa bàn tỉnh. Cuối cùng là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, ông Sầm Văn Kinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể đề nghị tỉnh cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giao trồng cây hàng năm cho các địa phương linh hoạt, phù hợp hơn. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu thực hiện cho phù hợp trên cơ sở đề xuất của các địa phương. Ngày 2 tháng 12 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì và tổ chức cuộc họp giữa các địa phương để bàn thống nhất về kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp trong năm 2020. Để đảm bảo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cuộc họp đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu về cây trồng theo năng lực thực hiện của các địa phương, trong đó có huyện Ba Bể, và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2020. Ông Lý Văn Cát ở bản 41 xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đề nghị xem xét giao đất của lâm trường hiện nay sản xuất không hiệu quả cho người dân sản xuất. Liên quan đến việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, Ủy ban nhân dân xã Dương Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn, lâm trường huyện Bạch Thông. Ủy ban nhân dân xã có mời cử tri Lý Văn Cát, thôn bản 41 nhưng vắng mặt không có lý do, tổ chức kiểm tra, xem xét kiến nghị của ông. Qua kiểm tra đối chiếu về quản lý sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn, công ty tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, các thành phần dự họp thấy rằng diện tích đất công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quyết định số 985 ngày 11 tháng 5 năm 2009, diện tích 1.471,42 ha. Sau khi thực hiện dự án đo đạc cắm mốc ranh giới đất nông lâm trường, xác định diện tích đất lâm nghiệp của công ty tại xã Dương Phong là 1.385,42 ha. Khu đất có ranh giới rõ ràng, không có vướng mắc tranh chấp về đất đai. Theo đó, diện tích trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất cho công ty tại quyết định số 378 ngày 13 tháng 3 năm 2019. Hiện nay công ty đang hoàn thiện các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh đối với diện tích đất đai tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Ông Hoàng Văn Dũng ở tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn đề nghị tỉnh có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Bắc Cạn, tạo điều kiện cho lao động địa phương có việc làm. Trả lời vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện nay tỉnh đang tập trung giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp. Trong đó, tỉnh đang tập trung triển khai thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Huyền Tụng, đầu tư mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2. Với mặt bằng kinh doanh ngoài khu cụm công nghiệp, thời gian tới tỉnh sẽ rà soát thực hiện đấu giá, đấu thầu để thực hiện các dự án khu dân cư, các khu đất lớn để thu hút các nhà đầu tư. Tỉnh cũng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư vào khu du lịch Hồ Ba Bể. Như vậy, với các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, dự án mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2 sẽ thu hút và tạo được việc làm cho người lao động địa phương. Ông Mã Nông Hứa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm phản ánh, hiện nay giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn huyện Bắc Nạm theo quyết định số 20 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đối với các hộ kinh doanh là quá thấp. Giá dịch vụ đối với hộ kinh doanh gia súc, trâu, bò, ngựa là 6.000 đồng một con, dê là 3.500 đồng một con đối với chợ hạng 3. Đề nghị xem xét nâng mức thu cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 35 sửa đổi bổ sung quyết định số 20 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Công Thương đã có văn bản số 10 ngày 6 tháng 1 năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm. Cử tri Tô Văn Tuần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. Cử tri Mã Nông Hứa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm là các địa phương và cử tri có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định số 20 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để các địa phương cử tri được biết và phối hợp quản lý giám sát việc thực hiện quyết định số 35 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị khán giả, được đầu tư với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng hệ thống chiếu sáng ở nhiều công trình dự án trên địa bàn thành phố Bắc Cạn hiện nay không phát huy hiệu quả. Việc thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng đang là vấn đề đặt ra hiện nay. Những cột đèn như thế này là một trong những hạng mục thuộc dự án đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Nhìn từ xa, ít ai nghĩ đây là công trình mới được bàn giao đưa vào sử dụng khoảng 3 năm nay. Nhiều cột đèn xen lẫn với cỏ cây, khu vực này như một công trình bỏ hoang. Theo đơn vị sử dụng là Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, từ khi nhận bàn giao từ năm 2016, dàn đèn này cũng chỉ được bật lên một vài lần trong dịp lễ. Tuy nhiên, một phần do tốn điện, một phần do cách xa bệnh viện, nên việc chiếu sáng từ những cột đèn này cũng không có nhiều tác dụng. Từ lúc bàn giao thì mình vẫn sử dụng bình thường, bị những cái bóng vỡ này là từ đợt mưa đá vừa rồi ấy, nó bị ảnh hưởng do cái thời tiết ấy. Bật lên thì có tác dụng gì không? Thực ra thì những cái này mình thấy không có tác dụng mấy với lại cái không gian hoang vắng này. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số tiền đầu tư gần 120 cột đèn như thế này ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay từ khi bàn giao đưa vào sử dụng, những cột đèn ở đây đều không phát huy hiệu quả. Không chỉ vậy, đến nay đã có 74 cột đèn bị vỡ hoàn toàn phần bóng chiếu sáng như thế này. Số ít cột đèn còn lại cũng bị hoen rỉ và không còn nhiều tác dụng trong việc chiếu sáng. Bàn giao đưa vào sử dụng được khoảng hơn 3 năm nay, thế nhưng mà hệ thống chiếu sáng ở đây thì đến thời điểm này gần như đã hư hỏng hoàn toàn. Đặc biệt trong đó đã có đến 74 cái bóng điện như này đã hoàn toàn bị hư hỏng sau cái trận mưa đá vừa qua. Với mục tiêu nâng cấp và cải tạo cảnh quan đô thị, kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu, hệ thống chiếu sáng với khoảng 200 cột đèn được lắp đặt. Nhưng từ khi hoàn thành, hiếm lắm mới thấy những cột đèn ở đây được sử dụng. Một công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng để cỏ cây mọc xen lấn như bỏ hoang. Quả thế là không phát huy được tác dụng gì hết. Vì không có chiếu sáng bao giờ, dân có được nhờ đi đâu. Nhưng riêng cái đoạn tít dưới kia thì là nó có đèn cao áp thì bà cứ đi thể dục suốt. Nhưng mà những cái hệ thống đèn chiếu này không thấy sáng bao giờ. Khi mà thiết kế và lắp đặt thì nó là cũng có một cái mục đích sử dụng rất là tốt, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Nhưng mà về sau thì không được như toàn nguyện, không được như ý. Đó là việc là giao cho đơn vị nào hoặc là tổ dân phố nào quản lý dọc cái đoạn đường này không giao cụ thể. Cho nên là một là hỏng, hai là bị mất bóng, bị xê dịch, cho nên là rất lãng phí. Kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu có tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân thị xã, nay là Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài hơn 4 km với điểm đầu là cầu Dương Quang, đến điểm cuối là cầu Huyền Tụng. Mặc dù đưa vào sử dụng khoảng 5 năm nay, tuy nhiên đã có nhiều hạng mục bị hư hỏng xuống cấp, đặc biệt là phần mặt kè. Theo ông Ngô Thành Thủy, giám đốc công ty cổ phần chợ Bắc Cạn, hiện nay đơn vị được giao quản lý sử dụng kè bờ hữu sông Cầu để thực hiện việc tổ chức kinh doanh từng bước xây dựng thành chợ đêm của thành phố Bắc Cạn, trong đó bao gồm cả việc quản lý hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, khi những hàng quán ở đây mọc lên, những cột đèn này sẽ không có tác dụng. Ngoài ra, do thiếu kinh phí, ảnh hưởng của mưa gió và không được sử dụng thường xuyên, nhiều cột đèn ở đây đã dần xuống cấp. Qua những đợt mưa bão, đặc biệt là cái trao đèn, bóng đèn là nhựa, dẫn đến tình trạng như đợt mưa đá vừa qua ấy là ảnh hưởng rất nhiều. Rồi lại là cái địa điểm ngoài khu vực bờ kè rất là lộng gió, nên chính vì thế là cái mỗi lần mưa to là gió giật là cái bóng đèn nó bị đổ gãy. Những con sông chảy qua là yếu tố quan trọng tạo nên một diện mạo của đô thị phát triển hài hòa. Với thành phố Bắc Cạn, dòng sông Cầu chảy qua là một tiềm năng thế mạnh, là cơ sở để xây dựng phát triển thành phố Bắc Cạn trở thành một đô thị hiện đại trong tương lai. Chính vì vậy, việc đầu tư những công trình dự án như công trình kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những đảm bảo việc chống xói lở mà còn góp phần mở rộng cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, chính quyền thành phố Bắc Cạn cũng cần có những biện pháp quản lý hiệu quả, tránh những lãng phí do tình trạng hư hỏng xuống cấp gây ra.
Một cuộc thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Ban biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn xem truyền hình. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, số điện thoại 02093 871 382. Một cuộc thư truyền hình đề nghị mọi công dân khi gửi đơn cần ghi rõ số điện thoại nếu có để chúng tôi tiện liên hệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.